Xin kính chào tất cả quý con của tất cả các bạn nha. Thì sau khi mà mình đăng làm mấy cái video mà làm có cái vỉ chặn các bạn, thì rất là nhiều bạn hỏi mình cái cách vỉ chặn làm như thế nào. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ một cái video về cái cách làm vỉ chặn cũng như là cái sự hiệu quả của cái vỉ chặn nha các bạn. Đây là cái những cái dàn bể đó mình bán hồi bữa mùng 4 Tết nha các bạn. Thì sau khi mà mình vệ sinh sạch sẽ thì giờ mình đã thả giống rồi nha các bạn. Thì đây các bạn thấy là khi mà mình thả giống cái con lươn của mình là mình chuyển từ cái dãy bể composite chuyển qua, thì cái dãy này thì lươn hiện tại là tầm khoảng cỡ 70 đến khoảng 150 con ký nha các bạn. Tại mình chia ra nó tới 3-4 cỡ lận thì nó nằm trong khoảng giai đoạn đó. Thì khi mà mình chuyển qua cái khu nuôi thương phẩm lớn lên thì mình làm vỉ chặn từ cái lươn khoảng cỡ 150-200 con ký, bắt đầu là mình làm cái vỉ chặn rồi. Thì nhiều bạn hỏi cái vỉ chặn mà bắt ốc vô tường như thế nào, khoan tường như thế nào. Thì mình đây mình không khoan tường nha các bạn. Thì các bạn thấy là có những cái đây có những cái con bù lon đó, mình sẽ bắt vô tường là bên đây nó sẽ ép qua bên kia, nó sẽ làm cái vỉ chúng ta nó cứng hơn. Thì các bạn thấy là khi mà mình có cái vỉ chặn á, là con lươn nó sẽ rút vô, nó sẽ gom vô cái phần giá thể. Con lươn nó ít có túa ra ngoài nha các bạn. Tại vì khi mà cái lươn nhỏ chúng ta gom nó vậy á, thì con lươn nó sẽ áp bắt bộ nó mạnh hơn. Còn nếu chúng ta không có vỉ chặn á, thì thường là con lươn nó sẽ đi tàn lan hơn, nó ít có gom hơn. Do đó là đôi khi là con lươn mà nó sẽ không có gom bậy gì đó thì tốc độ bắt mồi nó không có đồng đều. Do đó là nó sẽ dễ phân đàn trong cái quá trình chúng ta nuôi thương phẩm. Đây là những cái hồ là mình đã vệ sinh trước khi mà mình làm vỉ chặn. Thì mình cũng quay sơ lược cho bạn xem. Thì bây giờ là mình sẽ tiến hành làm cái vỉ chặn để cho quý chia sẻ cùng quý con các bạn nha. Đây là lúc mình chỉ vệ sinh hồ thôi, mình chưa có thả lươn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành làm vỉ chặn nha các bạn. Thì sau khi các bạn mua sắt 2 vuông vậy các bạn hàng giống như của mình vậy nè. Đó, mình hàng ngang, mình đo cái lọt lòng giữa cái hồ nha các bạn. Như các bạn đo lọt lòng, như các bạn trừ ra khoảng cỡ 3 phân nha các bạn. Tại vì kia mình để phải cho cái khuôn này nó nằm lọt lòng. Thì lưới đây là mình sử dụng cái lưới xanh, lưới gạo gà, lưới thái nha các bạn. Thì mình sẽ đo bằng cái chiều dài đó. Tuy nhiên là mình phải sừ hao khoảng có 1 tấc rưỡi đến 2 tấc. Tại vì khi mình mai á, sẽ lưới nó sẽ bị giật lại. Do đó các bạn phải cắt trừ hao tầm khoảng 1 tấc rưỡi nha các bạn. Thì sau khi vỉ chặn các bạn hàng xong, các bạn nên sơn nha. Sơn chống sét. Tại vì mình để trong nước đó, khi mà mình sơn á, thì nó sẽ bảo vệ cái lớp sắt ở bên trong, nó sẽ đỡ hơn. Nếu các bạn không sơn thì các bạn xài khoảng mùa là bắt đầu nó sét, nó bị gỉ té sét rồi. Còn nếu các bạn sơn thì các bạn xài có thể 2-3 mùa. Đấy, cái thời gian, cái tuổi thọ của vỉ nó sẽ dài hơn các bạn. Thì lưới thì mình sẽ nhập đôi lại, mình sẽ may 2 lớp. Tại vì trong quá trình nuôi thì con lươn mình nuôi cái hồ mình ta cái lượng lươn nó nhiều. Do đó là khi mà lươn nước cạn chúng ta thay thì lươn nó sẽ dồn xuống cái cống xả. Thì cái áp lực của cái lưới này nó cũng nặng lớn lắm nha các bạn. Nên các bạn nên sử dụng là cái lưới đôi ha. À, mình xin giới thiệu cái này nữa nha các bạn. Đây là cái con ốc. Chúng ta hàng cho nó dính vô cái khuôn luôn nha các bạn. Để khi mà chúng ta để vô cái hồ á, chúng ta sẽ bắt bù lon vô đây để cho nó ép vô cái tường. Thì ở đây mình xài cái ốc 10 nha các bạn. Cái con ốc để mình dẫn bù lon vô là ốc 10. Ốc 10 ly. Thì còn cái chân ở dưới thì các bạn có thể làm 2 vuông cũng được. Hoặc là các bạn ở đây là mình làm phân tư à. Tại vì khi ở đây mình thả cái con lươn nhỏ vô là tầm khoảng 150-200 con ký, bắt đầu là mình làm vỉ chặn rồi. Do đó mình làm cỡ phân tư. Tại vì khi mà con lươn nhỏ các bạn để mà khoảng 2 ly á, thì cái ở dưới nó hở, cái độ hở nó nhiều quá thì khi mình thay nước á, thì nó dễ bị dướng ở dưới nha các bạn. Nó sẽ lọt ở dưới. Còn các bạn làm dần phân tư thì cũng được. Rồi các bạn làm hai, nếu như mình thả cái con lươn lớn á, tầm khoảng 5-60 con ký á, thì các bạn nên làm cái chân dưới 2 ly, 2 phân. Còn những cái chỗ giữa thì các bạn làm khoảng cỡ mình đây mình làm 2 chỗ giữa. Thì hai cái chỗ giữa đó các bạn làm 2 ly cũng được, 2 phân cũng được, hoặc là 1 phân tư cũng được. Tùy theo, nếu như các bạn làm 2 phân thì nó chắc chắn hơn. Tại hai cái chặn giữa nó rất là chịu lực, rất là cao nha các bạn. Còn cái lưới thì các bạn phải may với nó ngược chiều dưới cái con ốc mình hàng các bạn. Tại vì cái ốc mình hàng sau khi mình bắt là nó nằm ở phía dưới. Còn cái lưới thì mình sẽ may ở phía trên. Để khi mà cái con lươn ở trên
nó khi mình thay nước nó dồn xuống thì nó sẽ bị vướng là cái lưới này, nó sẽ bị chặn lại. Do đó là chúng ta may như vậy thì nó mới theo cái bề xuôi bề thuận được. Tại vì ở trên mà khi mà lưng nó dồn xuống thì có cái hai cái cây chỗ giữa này nó sẽ cản, nó giúp cái lưới nó giữ lưng lại các bạn. Nó không có bị giống như là nó không có bị có cái đường bụng ở dưới á, là con lưng nó không có bị dồn xuống. Thì cái áp lực là nó nhờ cứng hay không là nhờ cái, một là cái chân, hai hai là chỗ hai con ốc chúng ta hàn đó. Thì mình hàn cái con ốc từ phía trên cách với con ốc là khoảng tấc, rồi cái con ở dưới thì cách đáy cũng khoảng cỡ một tấc luôn nha các bạn. Thì ở đây cái dĩ mình làm là 3 tấc, do đó là cái khoảng trên xuống khoảng 7-8 phân tấc. Rồi giờ mình sẽ tiến hành mình may lưới nha các bạn. Thì trong quá trình may lưới thì mình sẽ tua nhanh cái đoạn này để không làm mất thời gian của các bạn. Nếu quý con các bạn có thắc mắc thông tin gì cứ để lại comment dưới video nha các bạn. Mình đã làm xong cái vỉ nha các bạn. Thì mình cũng lưu ý các bạn thêm một điểm này nè, khi chúng ta may thì các bạn nhớ chú ý là hai cái đầu nha các bạn, hai cái đầu lưới giữa tiếp giáp giữa hai cái thành hồ á. Đây là cái điểm rất là quan trọng. Tại khi mà mình các bạn may, nhớ là may cái khúc này các bạn may phải cho nó nhặt lại những cái đầu lưới, các bạn phải buộc cho nó cứng vô, các bạn phải buộc cho nó chặt. Tại vì khi mà thay nước á, là cái khoảng chịu lực giữa hai cái đầu này nó rất là lớn, do đó các bạn phải phải may cho nó nhặt, nó phải chắc ở cái đoạn đó. Tại vì thường mình ở đây mình bị là cái đứt lưới hoặc là đứt dây chỗ hai cái đoạn đó, nếu như may chúng ta may không kỹ. Thì chính giữa thì nó có hai hai cái thanh ngang, nó chịu hai thanh đứng nó chịu tiếp à, còn còn cái đầu này thì nó sẽ chịu lực yếu hơn. Do đó các bạn may phải cho nó kỹ, nó cứng chắc giữa hai cái đoạn này. Còn cái phần lưới dư thì các bạn cứ cứ may dìm cho nó cứng ở dưới cái phần chân nha các bạn. Cái phần trên thì các bạn may nột gì là được rồi, còn ở dưới thì cái phần lưới dư thì các bạn cứ may cho nó sát, cho nó gom hết vô phần đáy dưới, để khi lưới mà nó có ra nó bám thì nó cũng bám cái phần lưới dưới nha các bạn. Mình đã may xong cái phần lưới, còn bây giờ là mình sẽ bắt cái con bù lon vô vô cái con ốc này để chúng ta dặn vô, cho bắt vô chung tường để cho nó ghìm lại các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đem cái khung này, giờ mình sẽ lấy chìa khóa, mình sẽ bắt con ốc này cho nó sát vô tường các bạn, để nó kìm cái vỉ chặt. Thì sau khi chúng ta để trong hồ thì mình ở đây cái con ốc này thì mình sử dụng cái chìa khóa 17 nha các bạn. Mình sẽ dặn cái bù lon cho nó ép vô tường. Thì chúng ta dặn một bên vậy cho nó sẽ ép vô cái bên kia,
nó sẽ ép cái mặt bên kia, nó sẽ ép vô tường các bạn. Mình ở đây mình không có khoan, mình chỉ dặn vậy thôi. Dặn chừng nào mà thấy nó ép bên kia cho nó cứng cái vỉ á, thì chúng ta ngưng. Thì chừng nào mà chúng ta muốn nới cái vỉ ra thì chúng ta cứ dặn tăng đưa, chúng ta dời về phía sau thôi. Thì nó rất là chắc, các bạn cứ dặn cho nó cứng tay là được rồi, không không cần phải dặn sát đâu. Tại vì cái vỉ này cũng ít có lật lắm, tại dưới chúng ta có hai cái chân và chúng ta có hai cái con bù lon, chúng ta dặn vô vậy thì nó ghìm cái vỉ chúng ta nó chắc lắm. Các bạn yên tâm là nó không có bị đùa đâu. Chúng ta khỏi cần khoan vô tường, khỏi bắt vô tường. Rồi, sau một hồi nỗ lực thì mình cũng dặn xong nha các bạn. Thì mình cũng xin lưu ý bà con thêm một cái điểm này nữa nha các bạn. Con mình dặn vô tường mà cho nó cứng tay là được nha các bạn. Rồi, mình dặn như là ok rồi đó, là coi như là đã cứng rồi đó. Rồi, sau khi mình dặn sát như vậy, nó đã cái vỉ nó đã cứng là được rồi nha các bạn. Thì các bạn dặn ở trên con, dưới con nữa là xong. Là cái phần sắt bên đây nó sẽ được ép vô tường, nó ép rất là cứng, các bạn yên tâm là nó ép rất là cứng. Các bạn không có sợ nó bị xê dịch đâu, tại vì ở dưới nó có chân rồi. Chúng ta bắt hai con bù lon, các bạn bắt một bên thì là được rồi đó, không cần phải bắt hai bên đâu. Bắt hai bên thì nó cực lắm. Nhưng mà nó vừa mất công mà nó không hiệu quả nữa, các bạn bắt bên là được rồi. Còn cái phần lưới này á, thì mình dùng cái vỉ nhỏ để mình sẽ để con lươn giống nhỏ nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ để vô, như mình sẽ treo cái vỉ lưới. Thì lươn nhỏ thì mình cũng làm vỉ lưới 3 lớp nha các bạn. Tuy nhiên thì cái lưới nó nhỏ hơn, tại vì cái phần diện tích lươn nở nó sẽ nhỏ. Đó, cái này là mình đã thả lươn xong rồi đó. Thì mình dặn mình sẽ chuẩn bị lưới với vỉ chặn xong thì bắt đầu mình sẽ lựa thả lươn vô. Thì bạn thấy là hai con bù lon mình bắt trên con dưới con. Các bạn cứ bắt sát vô tường vậy là ok. Là nó rất là cứng nha bạn, nó chắc lắm. Tại vì khi chúng ta để lươn lớn mà của mình để gần 3 tấc lươn mà lươn cái vỉ chặn nó vẫn cứng, nó không có bị xê dịch nhiều nha các bạn. Thì hôm nay thì mình làm cái video này cũng ngắn ngắn thôi. Nói chung là cũng chia sẻ một số thông tin ít một số thông tin về cái vỉ chặn. Thì quý con các bạn có thắc mắc gì cái vỉ chặn thì các bạn cứ comment bên dưới video nha các bạn. Thì mình sẽ giải đáp một phần nào đó thắc mắc của bạn, để chúng ta có cái những cái thông tin hơn, nhiều hơn, cũng như là giúp cho cái nghề nuôi của chúng ta ngày càng hoàn thiện và phát triển hơn nha các bạn. Thì video tới đây nó cũng dài rồi, mình cũng xin phép quý con các bạn mình kết thúc video tại đây nha các bạn. Thì xin chào và hẹn lại quý bà con các bạn những video kế tiếp nha. Thì cũng mong là những thông tin trong video nó sẽ vô ích, giúp ích được bà con trong quá trình phát triển nghề nuôi của chúng ta. Thì xin chào và hẹn lại quý bà con các bạn ở những video kế tiếp nha.